thôi à. Quê anh Tài với anh Lộc với lại anh Nguyên với anh Tâm lên YouTube xem hình Dì Năm nha. Dì Năm bây giờ Dì Năm khỏe lắm, Dì Năm nhớ lại hết trơn rồi. Dì Năm nhớ em rồi, nhớ mẹ em nữa, nhớ Út Tiền nữa. Dì Năm phục hồi trí nhớ rất tốt nha mấy anh. À, Trúc Ly với Trung Tính tụi con lên YouTube coi bà nội nha. Thanh Xuân Trúc Liễu, Thanh Xuân Trúc Liễu sao có số điện thoại, nó cho nó biết cái tên mình để nó coi nè. Nó có coi được đâu, nó biết vlog gì đổ để coi, xin số điện thoại nó nhắn tin cho nó. Thanh Xuân Trúc Liễu ơi, con lên cái kênh của chú Tài á, để tí chú Tài gửi cái tên kênh của chú, con coi con thấy bà nội nha con. Hai đứa con tạo điều kiện làm sao tìm cách lên Tây Ninh để thăm nội nè. Hỏi gì năm vậy, năm có xây ra đó xem không, con xây cho gì năm coi ngoài đường nha, nhìn ngoài đường không, không hả, nắng. Đó, anh Tâm ơi, anh Lộc ơi, anh Nguyên ơi, lên cái YouTube của em xem hình ảnh Dì Năm ha. Dì Năm khỏe lắm rồi, Dì Năm nhớ lại rồi. Rồi em chia sẻ hình ảnh Dì Năm lên đây cho mấy anh xem ha. Rồi em bye mấy anh.